Ai cũng biết cần phải bổ sung vitamin D3 để con cao lớn, chắc khỏe xương. Nhưng bổ sung vitamin D3 từ khi nào và bổ sung như thế nào thì không phải ai cũng biết. Ngay sau đây, dược sĩ Welke xin chia sẻ từ A đến Á tất cả các lưu ý về vitamin D3. Vitamin D3 là loại vi chất luôn được các chuyên gia khuyến cáo là nên bổ sung hàng ngày cho con ngay từ sơ sinh, với vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hấp thu canxi, giúp xương và răng chắc khỏe. Theo khuyến cáo của Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ, đối với trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi thì khuyến nghị là bổ sung 400 đơn vị vitamin D3 một ngày. Trong khi đó, đối với trẻ từ 1 đến 18 tuổi thì cần cung cấp 600 đến 1.000 đơn vị mỗi ngày, tùy theo độ tuổi và thể trạng. Ngoài ra, trẻ đang trong giai đoạn phát triển, phụ nữ mang thai và người cao tuổi là những đối tượng đặc biệt cần phải bổ sung vitamin D3 nhiều hơn để tăng cường hấp thu canxi vào xương, giúp phát triển chiều cao toàn diện ở trẻ và phòng ngừa loãng xương ở người lớn tuổi. Vậy, nên bổ sung vitamin D3 đến khi nào thì dừng? Theo các chuyên gia thì ba mẹ nên cho con bổ sung vitamin D3 đến khi mà con đã biết đi. Thế đối với những trường hợp bé bú sữa mẹ hay là bé uống sữa công thức thì có nên bổ sung vitamin D3 không? Trong 1 lít sữa mẹ chỉ chứa khoảng là 50 đơn vị vitamin D3, còn đối với sữa công thức thì hàm lượng vitamin D3 trong sữa công thức đạt khoảng là 400 đơn vị trên 1 lít. Chính vì thế, đối với những bé bú mẹ hoàn toàn hoặc là uống không đủ 1 lít sữa công thức một ngày thì ba mẹ nên bổ sung thêm vitamin D3 cho bé. Nên bổ sung vitamin D3 vào khoảng thời gian nào trong ngày? Theo các chuyên gia thì nên bổ sung vitamin D3 trong hoặc là sau các bữa ăn khoảng tầm 9 đến 11 giờ trưa, vì đây là thời gian hiệu quả giúp hấp thu và dung nạp lượng vitamin một cách có hiệu quả nhất. Bạn có thắc mắc gì về vitamin D3? Hãy cùng comment phía dưới để dược sĩ Welke giải đáp nhé!